Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đê tả sông Đáy thuộc huyện Nghĩa Hưng của tỉnh Nam Định đã được khởi công cách đây 5 năm và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm sau. Trong quá trình triển khai dự án thì người dân địa phương đã phát hiện ra nhiều điểm bất thường trong việc quản lý đá hộc dự trữ, dự phòng khi có sự cố vỡ đê. Sự việc được nhiều người dân quan tâm bởi thời điểm này đang là cao điểm mùa mưa bão. Dự án này có tổng mức đầu tư là hơn 400 tỷ đồng với chiều dài 22 km đê công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong là nhà thầu thi công. Trong quá trình triển khai dự án, đơn vị thi công sẽ phải thực hiện việc di rời khoảng 2.000 khối đá học dự phòng từ vị trí cũ sang vị trí mới. Và đây là khu vực tập kết hơn 1.000 khối đá học dự trữ, được xếp chạy dọc theo đê. Nhưng theo người dân địa phương, đống đá này chỉ có vỏ là đá, còn ruột toàn là đất. Do vậy, khối lượng thực của những đống đá này hiện đang là một ẩn số. Như trong thư tôi viết, ấy, nhà nước, tức là cái chủ quan sẽ thấy chủ quan tức là có hàng nghìn khối đá dự trữ rồi nhưng đến lúc nó vỡ đê thì thực tế cái nghìn khối đá này nó chỉ có một vài trăm khối thôi nó còn toàn là đất thì nó cái nguy hiểm nó rất là phức tạp với tôi mà cái nguy hiểm này nói thật với các anh nó không phải là chết một người hai người mà nó đã vỡ là chết hàng nghìn người chứ vấn đề này chúng tôi cảm thấy là rất là nguy hiểm về nói về đê điều là vì thực tế ra đê là nó sát sông mà nhà nước đã bố trí những khối lượng đá này để mà À, phòng khi bão bão lụt vỡ đê. Nhưng mà bây giờ làm như thế này thì chúng tôi cảm thấy là cũng rất là nguy hiểm. Khi được hỏi về việc xếp đá dự trữ như hiện nay có phù hợp với quy định hay không và vì sao lại phải xếp theo kiểu vỏ là đá, ruột là đất thì các bên liên quan đã đưa ra những lý giải theo cách riêng của mình. Cái công tác đá dự phòng này thì uh, giữa ban quản lý dự án, các đơn vị liên quan, nhà thầu chỉ có mỗi cái việc là di chuyển chứ không có cái việc gọi là 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 động chạm gì phải có đá dự phòng. nhưng mà xếp như thế này là đơn vị nào xếp? À, cái này thì là là, là thuê thêm một đơn vị bên ngoài xếp. trong cái quá trình làm là ở đây là chúng ở huyện là cũng có cả đất dự trữ nữa, hàng năm vẫn cứ mua đất dự trữ về để để phòng này. Đấy, cho nên là cái phần đã xếp đất là phải riêng, tách riêng và đã riêng, chứ không liên quan gì đến cái cái, thế không cái là xếp như này là sai kỹ thuật? xếp này là sai, là chưa đúng. Luật đê điều đã quy định rất rõ về các hành vi bị cấm liên quan đến đất đá dự trữ, phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão và bảo vệ đê điều. Nhưng đá dự trữ được xếp như hiện nay thì thật khó để xác định chính xác khối lượng thật. Và khi xảy ra sự cố, sẽ không có đủ số lượng đá dự phòng để ứng phó. Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, thời gian qua, thì những quan ngại của người dân về sự an toàn của tuyến đê sung yếu này là hoàn toàn có cơ sở và cần phải được quan tâm làm rõ.